Tại dòng máy hàng BTEP Mini 200 này đang được bảo hành 18 tháng và được đang rất là nhiều anh em thợ săn đón và muốn mua. Và hiện tại thì bên mình đang có sản phẩm này trên shop nha anh em ha, trên shop TikTok luôn. Nên anh em nào muốn mua thì có thể mua hàng theo hai hình thức sau. Một là vào trong TikTok shop bên mình có trang luôn, và giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mua hàng trên TikTok. Đây, cái bài này đang rất là được anh em quan tâm mà muốn xin giá này, mua hàng này, xin giá này. Đó, bên mình vẫn chưa có thời gian để mà có thể trả lời hết được cho anh em. Thì anh em giờ này vào đây để mua hàng nha. Và trang cá nhân bên mình thì bên mình có số hotline nè, anh em muốn mua cũng có thể mua trên đây hoặc là gọi cho mình. Nhưng mà anh em mua hàng trực tiếp bên mình thì phải cọc ha anh em ha. Còn nếu anh em mà muốn mua hàng trực tiếp không có phải qua cọc kiết gì hết thì làm ơn vào trong đây giúp giùm mình nha. Đó, trong đây thì anh em mình sẽ có thấy cái shop của mình trong đây, và bên mình đã có những dòng sản phẩm ở trong đây luôn. Anh em muốn mua hàng thì vào đây, trời ơi, trong đây nó có hết tất cả cho anh em. TikTok shop bây giờ rất là hoàn hảo ha. Đó, muốn mua thì anh em thêm vào giỏ hàng hoặc là áp dụng phiếu mại giảm giá gì đó. Thì hiện tại đang TikTok đang hỗ trợ miễn phí ship cho anh em nha. Thì anh em vào đây cứ điền thông tin đầy đủ hết là anh em có thể mua hàng rồi. Rồi, quá tuyệt vời luôn, quá nhanh và quá gọn luôn. Mình thấy hiện tại TikTok shop đang rất là làm rất là tốt nha. Đó, giá cả mình bên mình rất là rõ ràng nha. Chế độ bảo hành thì anh em yên tâm rồi, mua trên shop nhưng bảo hành tại cửa hàng luôn á. Rồi, anh em nào cảm thấy rằng đang có nhu cầu quan tâm về con máy hàng này, thấy được hiệu năng rồi thì cứ việc liên hệ cho mình nha. Cảm ơn anh em.